Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm món bò nhúng mắm ruốc ăn kèm với rau lang thì rất là hợp lý luôn đó. Nếu mà bạn nào muốn tìm một cái món bò nhúng mới thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Tất cả nguyên liệu gồm có, đầu tiên thì mình sẽ có nửa ký thịt bò ha, nửa củ hành tây, ớt, tỏi, hành củ và đặc biệt là phải có 50g mắm ruốc nha. Mình sẽ ăn kèm với rau lang. Bên đây thì mình có sả cây, mình sử dụng có tầm 4 cây sả cây như thế này. Tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, đầu tiên thì chúng ta đi sơ chế tất cả rau củ quả nha. Ở đây thì hành tây mình sẽ xắt múi cau như thế này. Món này thì nấu rất là nhanh luôn, nhưng mà mọi người ăn thì rất là hao cơm hoặc là mình có thể kết hợp với ăn với bún cũng được. Và ở đây thì cái phần bò này thì các anh chị và các bạn sẽ xắt mỏng nhé. Để muốn cho cái phần bò mà mình xắt nó dễ thì các anh chị và các bạn sẽ rửa sạch và mình bỏ vô mình đông đá, cho nó hơi đông đá lại một chút xíu thì các anh chị và các bạn xắt miếng bò nó mỏng như thế này nó mới ngon nè. Rồi mình lót hành tây ở dưới cái đĩa và mình xách cái bò mình xếp lên trên luôn nha. Sau khi mà mình sơ chế bò xong rồi thì chúng ta sẽ cho hành củ vô cái cối xay cầm tay. Nếu mà mọi người không có cối xay cầm tay thì chúng ta cũng có thể băm nhuyễn cũng được. Mình cho hành củ nè, tỏi và ớt. Ở đây thì mình sử dụng ớt sừng không cay để tạo màu thôi. Còn bạn nào ăn cay có thể thay thế bằng ớt cay nha. Rồi sả mình cũng sẽ cho vô mình xay cho nó nhuyễn đó luôn. Mình lấy đầu sả, còn cái thân sả ở dưới á, thì mình sẽ cắt khúc và mình bỏ vô cái nước sau. Rồi mình xay cho cái hỗn hợp này nhuyễn ra. Sau khi xay nhuyễn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình đi mình nấu. Bắt lên bếp một cái nồi và mình sẽ cho vô đây có tầm nửa muỗng canh dầu ăn. Khi mà dầu ăn nóng thì mọi người sẽ cho hết cái hỗn hợp sả nè, ớt, hành củ, tỏi, xay nhuyễn mình khử cho nó thơm vàng lên. Sau khi thơm vàng vô rồi, lên rồi thì các anh chị và các bạn sẽ cho vô đây cỡ tầm 1 lít nước. Ở đây thì mình làm cái mắm ruốc này vừa phải thôi, chứ không có làm mặn ha. Còn bạn nào muốn ăn đậm đà hơn thì mình có thể giảm cái lượng nước lại. Và mọi người muốn ngon thì thay thế cái nước này thành nước dừa nha. Rồi sau khi mà mình cho nước vô rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây là mắm ruốc. Ở đây thì mắm ruốc mình cho cỡ tầm 50g mắm ruốc đó. Cái phần còn lại thì các anh chị và các bạn sẽ điều chỉnh lại coi tùy vào khẩu vị của gia đình của mình thì mình sẽ cho cái lượng mắm ruốc có thể hết hay là mình giữ lại một chút xíu nha. Rồi sau khi mà mình nấu cho nó sôi lên như thế này rồi thì các anh chị và các bạn sẽ giảm lửa nhỏ nhất xuống. Lúc này thì mình sẽ khuấy coi là mình đảo coi nó đã tan hết cái mắm ruốc chưa và mình nêm lại cái nước mắm ruốc này. Thì mình cảm thấy rằng cái mắm ruốc này nó chưa có đạt như mình muốn thì mình sẽ cho hết luôn cái lượng mắm ruốc mà mình chuẩn bị luôn nha. Cỡ tầm 50g mắm ruốc á. Tại vì trong cái mắm ruốc này thì nó có cái vị mặn rồi thì các anh chị và các bạn sẽ dằn vô đây cỡ tầm 1 muỗng canh đường phèn nha. Mình sử dụng đường phèn để cho nó ngọt thanh. Còn nếu mà bạn nào mà sử dụng nước dừa thì mình cũng không có nêm đường thêm nhé. Và mình cho bột nêm và thêm một chút xíu bột ngọt nếu mà bạn nào ăn bột ngọt. Và ở đây thì mình sẽ cho hành tây lên. Lúc này thì mình sẽ tắt bếp và bày ra đĩa cùng nhau thưởng thức thôi. Món này không quá khó phải không ạ? Rất là ngon luôn đó mọi người ơi. Mọi người hãy vào bếp làm thử cái món bò nhúng mắm ruốc này đi. Cực kỳ ngon và thơm lắm. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ?